Mình chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển và nhà vườn Quỳnh Tý nha. Hôm nay có một số mặt hàng hoa trái đẹp nha bà con, giống mới cùng giao lưu với bà con nha. Mời bà con gặp anh Tý để chi tiết hơn nha. Rồi, chào anh Tý. Dạ, xin chào bà con ạ. Thì nay em cũng có một số hoa giấy giống mới để phục vụ cho bà con ạ. Nay em vô em đo thông số báo giá cho bà con luôn ạ. Cây lá số 1 tiếp nha bà con. Số 1. Cây này có đang có cái hoa đây. Lá gấm lá tiết giống mới rất là đẹp luôn. Cao 55 ạ. Phun tàn 44. Cổ thì 8 ạ. Đó, mà số 1. Này giao lưu với cả nhà mình 260 ga. Rồi. Ok. Dạ, mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2. Tím siêu hoa cẩm thạch. Cao 70. Phun tàn 45. Cổ 12 ạ. Đó, mã số 2. Giá 300 nha bà con. Giao lưu bà con 300k. Cây đế quái luôn ha. Dạ. Rồi. Mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3. Cẩm thạch tím siêu hoa. Cây lục lực bonsai. Cao 49. Phun tàn 43. Cổ thì 12 nha bà con. Đó, mã số 3. Này giá 260k nha bà con. Giao lưu với bà con 260. Rồi. Mã số 3. Mã số 4. Số 1. Cây hai màu. Tím tiết và trắng tiết. Cao 75. Phun tàn 65. Cổ 17. À, mã số 4. Này giao lưu với bà con mình 300k luôn ạ. 300k. Dạ. Mã số 4. Xin ơn. Cẩm thạch tím pháp. Cao 56. Phun tàn 42. Cổ có 10 á, đó, số 5. Cổ 10. Này giao lưu với cả nhà mình 260k đó. Rồi. Dạ. Mã số mấy anh? Số 6. Số 6. Cao 64. Cây này ba màu trắng tiết tím tiết rồi rủ qua. Phun tàn 48. Cổ 14 á. Đó, mã số 6. Này giao lưu cả nhà mình 280k nha cả nhà. 280. Dạ. Mã số 6. Vô tạo nè. Mã số 7. Số 7. Cẩm thạch tím. Cao 51. Phun tàn 45. Cổ 11. Đó, mã số 7. Này giao lưu với cả nhà mình 250k. Rồi. Mã số 8. Tím luôn. Cao 56.
Quân tàng 47, cổ 11 á, mã số 8. Này giao lưu cả nhà mình 260k nha cả nhà. Cây tím bướm phun lùng lực. Mã số 8. Cùng hoàng lửa đang có hoa, cây rượu van đang có hoa, cao 67, tiên nữ chưa có hoa, phun tàn 42, cổ 11, mã số 9. Này giao lưu với cả nhà mình 280k nha cả nhà, mã số 9. Số 10. Số 10. Cao 75. Phun tàn 37. Cổ 14 nha cả nhà. Đó, mã số 10. Này giao lưu với cả nhà mình 280k luôn nha cả nhà. Đỏ lửa hồng gân, tiên nữ. Đó, sakura phất hồng. Giao lưu cả nhà mình 280, mã số 10. Rồi. Mười một. Ba màu tiết. Hồng tiết, trắng tiết và tím tiết. Cao 63. Phun tàn 46. Cổ 14 ạ. Đó, mã 11. Này giao lưu với cả nhà mình 280 luôn cả nhà. 280k. Dạ. Mã 11. Tiếp theo, 12. Hai màu. Hồng gân và cành vàng lá ngọc. Cao 70. Phun tàn 55. Cổ 10 nha cả nhà. Đó, mã 12. Này giao lưu cả nhà mình 250k nha cả nhà. Rồi. Ok. 22. Mã 13. Cao 63. Phun tàn 62. Tím bướm. Cổ 14 ạ. Đó, mã 13. Này cho lúa cả nhà mình 240k cả nhà. 240. Dạ, 240, mã 13. Mã 14. Cây dưa hấu một màu. Cao 59. Phun tàn 55. Cổ 11 nha cả nhà. Đó, mã 14. Này giao lưu với cả nhà mình 260k nha cả nhà. 260. Mã 14. Dưa hấu. Rồi. Mã 14. Mã 15. 15. Phụng hoàng lửa. Trắng tiết. Tiên nữ. Cao 64. Ba màu. Phun tàn 50. Cổ 11 hơn nha cả nhà. Đó, mã 15. Này giao lưu cả nhà mình 280k nha cả nhà. Đó, gửi đế quái nha cả nhà. Đế đẹp quái. Đó. Rồi, ok.
6 một màu phụng hoàng lửa. Cao 62, phun tàn 43, cổ 10 hơn cả nhà, nó mã 16. Này dâu lưu cả nhà mình 240k nha cả nhà. 2.4. Dạ, 2.4. Phụng hoàng lửa mã 16. Dạ. Dạ. Đây. Mã 17. 17. Hồng gân. Cao 63. Phun tàn 55. Cổ 13. Đó, mã 17. Này giao lưu với cả nhà mình 300k nha cả nhà. Đó, mã 17. Đế đẹp luôn. Đó, đó. 17. Tiếp theo một cái hồng gân, tiếp tục 18. Cao 68. Phun tàn 34. Cổ 12 ạ. Đó, mã 18. Này cũng vô luôn với cả nhà mình 300k luôn nha cả nhà. Đó. Đấy quái, sổ quái ha. Ok. Theo 19. 19. Lá ngọc cành vàng. Dạ. Với lại hồng gân hai màu. Cao 69. Phun tàn 46. Cổ của 9 á. Đó. Mã 19. Rồi. Này giao lưu với cả nhà mình 220k nha cả nhà. Ok. Dạ. Hai màu. Mã 19. Trắng tiết và tím tiết. Mã 20. Cao 60. Phun tàn 40. Cổ 16 ạ. À. Mã 20. Này giao lưu với cả nhà mình 280k nha cả nhà. Ba màu tiết nha mọi con, hồng. Dạ. Tiết, trắng tiết và tím tiết. Mã 20. Đang nụ chưa hoa. Dạ. Mới búp đã hơi hơi. Rồi. Dạ. Ba màu tiết luôn, có cái trắng, trắng tiết thì đã nở rồi, với hồng tiết đây. Cao 57, phun tàn 41, cổ rồi tới 13 nha cả nhà. Đó, mã 21. Này giao lưu cả nhà mình 260k nha cả nhà. 260. Dạ. Rồi. Đó. Hai mươi hai. Cao 62. Phun tàn 44. Lá gấm, lá tuyết nha mọi người. Cổ 11 nha cả nhà. Đó, mã số 22. Này giao lưu với cả nhà mình 270k nha cả nhà. Đó, mã 22. Mã này mã chốt của clip luôn nha cả nhà. Đó, mã 22. Dạ. Okay. Yeah. Thì cuối clip em cũng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nhà vườn của em ạ. Dạ xin chào cả nhà. Rồi, cảm ơn tí nha. Mình chúc bà con một ngày xem clip thật là vui vẻ ha, và hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo nha bà con.